X88 Nhà đất Hải Phòng kính chào quý khách. Quý khách đang được nghe thông tin từ kênh YouTube của X88 Nhà đất Hải Phòng và hệ thống Facebook, Zalo Nhà đất. Quý khách đang được chiêm ngưỡng căn nhà tại Trung Hành, Đằng Lâm, Hải An, được giao bán với giá 1.790.000.000. Diện tích căn nhà 40.6m², hướng đông nam với 3 tầng gồm phòng khách, phòng bếp, 3 ngủ, 3 vệ sinh, không gian thờ và sân phơi. Nhà gần trường các cấp 1, 2, 3 đi lại thuận tiện các tuyến đường Ngô Gia Tự, Lê Hồng Phong, Lạch Tray, Văn Cao. Tầng 1 được chia đôi sử dụng làm phòng khách và phòng bếp với nền gạch vân sáng bóng. Hệ thống đèn trần giúp căn phòng trở nên sang trọng và thanh lịch hơn. Phòng bếp với hệ thống tủ kệ bắn tường khiến không gian trở nên gọn gàng ngăn nắp hơn. Để tiết kiệm không gian của tầng 1, phòng vệ sinh được đặt dưới chân cầu thang nhằm tối ưu diện tích, nhưng vẫn đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng. Quý khách đang được nghe thông tin từ kênh YouTube của X88 Nhà đất Hải Phòng và hệ thống Facebook, Zalo Nhà đất. Tầng 2 được chia đôi làm 2 phòng ngủ với 1 phòng vệ sinh chung được đặt ở giữa. Nền nhà ốp gạch giả gỗ. Hệ thống cửa sổ rộng giúp các căn phòng hứng được nhiều nguồn ánh sáng và gió trời nhất. Tầng 3 được chia ra TH, NH 1 phòng ngủ, 1 phòng thờ và 1 không gian sân phơi hoàn toàn rộng rãi và đón nhận được rất nhiều nguồn năng lượng từ thiên nhiên. Ngõ trước mặt rộng 3m, xây chắc chắn, thiết kế hiện đại, không gian thoáng mát, dân cư đông đúc, dân trí cao. Chỉ với 2.150.000.000 là quý khách đã có thể sở hữu căn nhà với diện tích 54m², hướng Tây Tứ Trạch vô cùng tuyệt vời. Hãy nhanh tay nhấc điện thoại lên để liên hệ. Quý khách đang được nghe thông tin từ kênh YouTube của X88 Nhà đất Hải Phòng và hệ thống Facebook, Zalo Nhà đất. Xin chân thành cảm ơn.